Thưa quý vị và các bạn, theo các lực lượng chức năng tại khu kinh tế tỉnh Lào Cai, trong các ngày nghỉ lễ, mỗi ngày có hàng trăm xe hàng xuất nhập khẩu thuận lợi, chủ yếu là hàng nông sản qua cửa khẩu Lào Cai. Phóng viên Trung Kiên đang có mặt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, thông tin về không khí nhộn nhịp, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai diễn ra hết sức sôi động. Đa phần các mặt hàng xuất khẩu là hàng nông sản, trong đó 90% là quả sầu riêng. Việc thông quan thuận lợi cũng như là giá bán tăng cao đã đem lại niềm vui cho nhiều doanh nghiệp. Trong dịp lễ Quốc khánh, mỗi ngày doanh nghiệp này xuất khẩu sang Trung Quốc gần 500 tấn trái cây, chủ yếu là quả sầu riêng. Theo đại diện doanh nghiệp, các thủ tục thông quan hàng hóa diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Quả sầu riêng đang có giá bán cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Xuất khẩu hàng hóa đi Trung Quốc như hoa quả cả thì bọn em vẫn diễn ra bình thường. Và các ban ngành cũng có người túc trực để giải quyết cho việc thông quan. Trong giai đoạn này thì hàng hóa cũng có thuận lợi giữa hai bên nước Việt Nam và Trung Quốc. Giá cả nó cũng ổn định, nó chỉ có tăng lên và nó không có chế độ giảm sụt như năm ngoái. Và chất lượng hàng Việt Nam năm nay cũng đạt tiêu chuẩn cho Trung Quốc đặt để đi xuất khẩu. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, các lực lượng chức năng làm thủ tục xuất nhập khẩu cho khoảng 600 phương tiện mỗi ngày. Phần lớn là các xe nhập khẩu rau củ quả và hàng tiêu dùng. Để đảm bảo việc thông quan không bị gián đoạn, ách tắc, các lực lượng chức năng duy trì chế độ làm việc không có ngày nghỉ, thậm chí nhiều thủ tục được giải quyết ngoài giờ hành chính. Tôi thì tăng cường các lực lượng, tất cả các vị trí công tác từ xuất nhập cảnh cho đến thông quan giám sát hàng hóa xuất khẩu, bố trí đầy đủ nguồn nhân lực để đảm bảo việc thông quan hàng hóa, phương tiện, tránh ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Đại diện một số doanh nghiệp cho biết hiện đang bước vào vụ thu hoạch một số loại trái cây của Việt Nam và Trung Quốc. Dự báo nhu cầu xuất nhập khẩu sẽ tăng cao thời gian tới. Tỉnh Lào Cai cũng đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để thu hút thêm các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Các ngành chức năng cũng đang nỗ lực để tiết giảm tối đa thời gian thông quan, tích hợp dữ liệu hải quan và nền tảng cửa khẩu số để gia tăng năng lực thông quan hàng hóa.